Một vụ tin và sống. Xin kính chào quý vị. Xin mời quý vị cùng nghe câu chuyện đức tin với tựa đề Món quà trong ngày lễ tạ ơn. Hơn 2 tuần nay, nàng tốn rất nhiều thời giờ để kiếm cho chàng một món quà trong ngày lễ tạ ơn. Nhưng chạy đằng đông, qua đằng tây, lang thang vào các cửa hiệu lóng lánh ánh đèn, nàng cũng chẳng kiếm đâu được một món quà vừa ý. Nghĩ mãi chẳng ra, nàng về nhà kiếm một cái hộp rất xinh đẹp, gói lại một cách cẩn trọng với một chiếc nơ rất dễ thương. Anh ơi, nhắm mắt lại đi, em muốn tặng anh món quà trong ngày lễ tạ ơn. Ô cơ, đôi mắt chàng nhắm nghiền lại, nàng lay hoay thò tay vào ví, cầm chiếc hộp xinh đẹp mà nàng đã gói trong lòng bàn tay nắm lại. Mở mắt ra được rồi, anh thè tay ra đi, em sẽ bỏ vào lòng bàn tay cho anh. Bàn tay chàng to lớn gần như bao lấy nắm tay nàng. Khe khẽ, nàng để chiếc hộp nhỏ nhắn trong lòng tay chàng. Chiếc hộp màu đỏ khắc nơ trắng làm nổi bật lên màu sắc của chúng. Ánh mắt đầy thích thú lung linh, anh mở ra xem đi. Chàng rút giải lụa, mở nắp hộp. Chiếc hộp trống trơn, không có gì trong ấy. Một thoáng ngạc nhiên, chàng úp cả chiếc hộp xem có vật gì rớt ra không. Tuyệt nhiên, chẳng có gì. Một chiếc hộp trống rỗng. Chàng lại cười xòa, cho rằng cô bé ưa tinh nghịch và thích làm những chuyện chẳng giống ai. Vòng tay ôm lấy nàng, định cúi xuống hôn lên má, nhưng nàng lại đẩy chàng ra, kêu lên: anh làm rớt món quà của em rồi, lượm lên lại nè. Nói rồi cô cúi xuống, nhặt một vật vô hình nào đó bỏ lại trong hộp. Nghe ra chàng vẫn chưa hiểu nàng đang làm trò gì, nhưng dường như chàng đã quen dần những ý tưởng dễ thương và đầy thú vị của nàng, nên kiên nhẫn xòe tay theo lời yêu cầu của nàng, chờ cô cẩn thận để lại những món quà mà vô ý anh vừa đánh rơi. Nàng giải thích bằng một giọng cảm động: đây là một món quà em rất trân quý. Nó vô giá nên chẳng có một nơi nào trên trái đất này bày bán được. Đó chính là tất cả những yêu thương, kỷ niệm mình có với nhau. Em đều bỏ hết vào trong chiếc hộp này. Anh chẳng thể nhìn thấy vì chúng vô hình. Chính vì vô hình nên chỉ có thể có hai điều kiện xảy ra. Một là do tâm thức tình cờ hướng ngoại của anh mà chúng sẽ bị gió cuốn bay đi. Hai là chúng được anh gìn giữ tận đáy tim anh. Chúng sẽ trở thành một phần của anh, đi theo anh trong từng hơi thở ra vào, luân lưu trong máu, làm thành những hạt châu kỷ niệm mà những lần một mình ngồi nghỉ, anh lại sẽ mỉm cười. Chàng bỗng cảm động khi nghe những lời nói ấy. Chàng cẩn thận lấy sợi tơ buộc lại làm một cái nơ trên chiếc hộp, trân trọng đặt trên đó một nụ hôn. Ánh mắt lung linh nhìn nàng như một lời hẹn ước. Cả hai cùng nắm tay nhau ngồi yên lặng. Ngôn từ không cần thiết trong khoảnh khắc này. Họ cùng có một sự cảm thông, và dù không ước hẹn thành lời, họ cùng muốn nói luôn luôn nắm tay nhau trải qua suốt cuộc đời này và cùng bước vào cõi đời đời vinh hiển. Trong không gian yên lặng một cách rất riêng tư, chàng cảm nhận thấy nàng ngã đầu lên vai chàng. Chàng nghe mùi hương từ tóc nàng thoang thoảng như mùi hương rất nhẹ của một loài hoa nào đó mà chàng chẳng thể nhớ tên. Câu gốc suy gẫm: em yêu dấu của anh, người đẹp của anh, hãy trở dậy và đến xem kìa, mùa đông đã qua, mưa đã dứt hạt, đi khỏi rồi, hoa nở rộ khắp đất, mùa ca hát đã đến, tiếng chim gáy hót vang khắp quê mình. Nhạc ca chương 2 từ câu 10 đến câu 11.
Chúa yêu thương bạn. Amen.